Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 8 token fan trị giá khoảng 3 đô các bạn. Hiện tại token fan này đã list trên sàn Barker Swap các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở cái Telegram bấm start chatbot. Rồi các bạn click sang các bạn bằng 737. Theo thông tin dự án này là còn có khoảng 5k4 nữa là end các bạn. 14 578 8 với 14 9 148. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group trên kênh Chiller này để mình vào follow minimum có bị ấy không các bạn. Nó có chặn ID mình không? Nếu chặn ID thì mình phát ID các bạn. Không có gì khó khăn hết chứ. Ok, minimum thì các bạn follow bình thường các bạn. Nếu các bạn follow không được thì các bạn copy cái link minimum các bạn dán vào trình duyệt Google các bạn ấy các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn join kênh group nè. Rồi bạn bắt đáp rồi. Các bạn join tiếp kênh Chiller nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục công follow giờ đi with bot nè. Rồi các bạn theo dõi các bạn. Airdrop fan firm. Rồi các bạn like các bạn. Các bạn chỉ chăng cho ta with các bạn. Hoặc là các bạn ta with các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn follow Instagram nè. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt đáp lên. Tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube nè. Khá là nhiệm vụ các bạn. Rồi các bạn đăng ký nha tất cả các bạn. Sau khi đăng ký xong bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn vào đây các bạn follow vào review tiếp tục nè. Quá trời nhiều tách rồi các bạn ơi. Nhưng ngồi gấp uy tín thì các bạn lướt xuống các bạn tìm bài nữa các bạn like nè. Các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào cho anh tiếp kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn submit đi tên các bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha bạn. Thì kiếm của gác hiện tại giá tương đương của nó là 2.3 đô nhưng sau này có thể lên 50 đô không chừng các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram, Twitter các bạn đã follow dán nè. Username của mình nha các bạn mở Twitter ra sẽ gặp à. Follow minimum gọi là được. Tiếp tục các bạn gửi là đường like, đường link profile minimum nè các bạn. Rồi các bạn thông cảm các bạn, vì quá trời nhiều dự án mình cố gắng làm nhanh nói chuyện nhanh cho các bạn để mình làm nhiều dự án để có cơ hội chiết xuất thắng cao hơn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bao anh cùng nè. Rồi các bạn sao chép đường link minimum nữa các bạn. Rồi các bạn dán vào đây các bạn. Submit Instagram profile link. Tiếp tục các bạn submit đường link Instagram mình các bạn. Thì Instagram cũng vậy luôn. Các bạn tìm Instagram đâu ta. Đâu Instagram tiêu các bạn. Đây nè. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar nè. Những bạn nào đã có trên các bạn nhấp vào bạn anh cùng nè. Những bạn nào có xài trên ứng dụng thì lấy đường link rất là dễ các bạn. Vì mình xài trên web các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Rồi nó có subscribe kênh and YouTube không bấm chat. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile tại YouTube mình nha các bạn. Rồi trên YouTube thì bạn nhấp vào ảnh avatar mình nha bạn, vào kênh của bạn nè, các bạn nhấp vào bao bạn cùng, các bạn chia sẻ nè, các bạn sao chép đường link này nè các bạn. Rồi để mình lấy đường link YouTube kia các bạn. Rồi các bạn copy kênh YouTube mình lại nha các bạn. Rồi bạn mở bot ra lại nè. Subscribe kênh media follow medium phải các bạn. Đây thì nó kêu các bạn gỡ cái đường link các bạn đã chia sẻ kênh YouTube hồi nãy mình đã chưa chia sẻ các bạn nhấp vào YouTube vô nó các bạn. Rồi các bạn tìm cái bài viết cái bài của nó các bạn chia sẻ lên tờ Twitter nha các bạn. Bấm tờ tweet nè. Rồi các bạn bấm đăng test nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại tờ Twitter mình nè. Các bạn nhấp cho bao anh cùng, nhấp cho một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ là các bạn, đã tới quýt nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn nhấn vào đây nha tất cả các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi bấm set nè.
Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên dưới chocolate của mình nha các bạn. Cho ăn copy nè. Rồi. Các bạn gửi lại cho bot nè. Rồi các bạn xôn xào kênh này góp support của nó các bạn. Ok sorry. Không được rồi, kênh gấp á. Các bạn xôn xào các bạn. Sorry Eric Full. Rồi các bạn bắt đắp, bấm không lát luôn đi. Rồi bấm bấm balance đi check số cần các bạn. Airdrop này mình đã nhận được 8 cần phone rồi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.